Black Clover Chapter 323 ra mắt. Chúng ta đã được biết lý do tại sao Yami có thể quay trở lại cuộc chiến sớm như thế, dù cơ thể đã gần như vỡ vụn do bị rút cạn mana, làm nguyên liệu cho nghi thức phát triển Clifford. Trong quá trình hồi phục cho Yami, Gray phát hiện ra cấu trúc cơ thể của Yami đã bị thay đổi, giống như bị quỷ ám giống như Astar. Chính giữa ngực của Yami xuất hiện một vật thể màu đen hệt như trái tim của ác ma. Ngay sau đó ma lực của Yami tuôn trào dữ dội, Đoan Trưởng tỉnh dậy với một cơ thể lành lặn, tiếp nhận thanh kiếm được tạo ra từ giới thụ ma pháp của William, xuất hiện kịp thời cứu Nat thoát khỏi án tử mang tên Lucifer. Hắc ám ma pháp có khả năng hấp thụ ma pháp ở trong phạm vi ảnh hưởng của Hắc Nguyệt, Yami có thể chặn đứng cú đấm của Lucifer. Thế nhưng với thể chất siêu phàm và ma lực áp đảo, Lucifer không sợ hắc ám ma pháp. Tên ma vương chỉ ngán mũi triệt ma pháp của Astar, đánh bật Yami và Nat. Lucifer ngay lập tức tiếp cận kết liễu Astar. Nhưng Soda Nero cùng với sự hỗ trợ của Rules đã có mặt kịp thời, kết hợp 7 ma pháp phong ấn, ma pháp sinh mệnh, một lần nữa cứu mạng Astar trong gang tấc. Cuộc chiến tại Vương quốc Space càng đến giai đoạn cao trào khốc liệt, thì Hắc Bột Ngô càng thể hiện được tầm ảnh hưởng của mình. Không chỉ có các nhân tố sở hữu ma pháp đặc biệt, mà họ đang thể hiện sự gắn kết, đồng lòng, một điều không thể thiếu để làm nên chiến thắng trước một Lucifer vượt trội về mặt sức mạnh. Sau khi được Yami thuyết giảng cho bài học về tình bằng hữu, tình đồng chí, Nat giờ đây đã trút bỏ được nỗi niềm của quá khứ để sống với thực tại. Morgan đã chết, đó là điều không thể chối bỏ. Kế thừa ý chí của Morgan không có nghĩa là phủ nhận sự tồn tại của chính mình. Bởi vì đối với Yami, dù Nat có gây ra tội lỗi như thế nào đi chăng nữa thì Nat vẫn là Nat, thằng bạn giang hồ chí cốt của mình. Cuối cùng sau gần 15 năm, Yami và Nat lại có cơ hội chiến đấu cùng nhau. Nhưng đối thủ của họ không phải là các phạm nhân yếu ớt dễ bắt nạt, mà là ma vương Lucifer, một trong ba ác ma tối cao nhất đang thống trị Minh Phủ. Vẫn câu hỏi như thường lệ, liệu họ có làm nên cơm cháo trước Lucifer hay không? Trước khi đi vào nội dung chi tiết video Sam Soi phân tích các tình tiết mới nhất của Black Clover Chapter 324, anh em có thể ủng hộ Pito bằng cách bấm like video này, subscribe kênh Pito để cập nhật các video mới nhất nhé. Arigato! Bảy ma pháp về bản chất là được tạo ra từ ma pháp. Khi bảy ma pháp được kích hoạt, cơ thể của người sử dụng cũng bị thương tổn tùy vào đặc thù của bảy ma pháp và uy lực của các đòn tấn công tác động vào. Đây có thể là lý do Sora cần sự hỗ trợ của Nero để phong ấn bất thương tổn và cần Rose để cải tử hoàn sinh trong trường hợp ma lực của Lucifer quá mạnh, hoặc Nero phong ấn ma lực phong ấn chuyển động của Lucifer để Yami và Nat có thời gian quay trở lại cuộc chiến. Nhìn vào cơ thể với chi chít bảy ma pháp, chúng ta có thể thấy Zora đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chiến tại Space như thế nào. Nếu như trước đây, bảy ma pháp của Zora chỉ có thể phản ngược lại một cách không có kiểm soát, thì Zora ở thời điểm hiện tại có thể luân chuyển ma pháp của đối thủ. Toàn bộ sát thương mà Zora nhận vào được hồi tụ ở cánh tay phải. Kết hợp với bảy khuếch đại ma pháp, Zora có thể trả lại đòn tấn công cho Lucifer với uy lực gấp đôi. Khuôn mặt của Lucifer không thể giấu nổi sự cay cú. Tuy nhiên, ma vương không hề tỏ ra sợ hãi, vì chiếc ma lực ta đây không thiếu. Lao đến chặn đứng cú đấm của Zora chỉ với một tay, thậm chí còn áp đảo Zora về uy lực. Cuốn ma đạo thư của Zora đã thay đổi khá nhiều sau time skip. Biểu tượng vòng tròn ma pháp ở bìa sách to hơn so với trước đây. Thứ tự ký hiệu ở phần gáy sách cũng bị thay đổi, đặc biệt là biểu tượng cỏ ba lá đã chuyển sang màu đen, một điều chưa từng xuất hiện từ trước đến nay. Pito tin rằng vẫn có những cuốn ma đạo thư cỏ ba lá đặc biệt ẩn chứa sức mạnh không thua kém gì cỏ bốn lá. Ví dụ như cuốn ma đạo thư của Yami. Dù chỉ có 3 lá nhưng cho phép sử dụng hắc ám ma pháp, thứ ma pháp cực kỳ bá đạo, không thuộc về thế giới con người. Lucifer có thể nhận ra cuốn ma đạo thư của Zora, cho rằng cuốn ma đạo thư của Zora là không thể xem thường. Tình tiết này đã mở ra giả thuyết, Lucifer đã từng chạm trán với một phạm nhân nào đó cực kỳ mạnh mẽ sở hữu cuốn ma đạo thư giống như Zora, hoặc cuốn ma đạo thư của Zora cho phép sử dụng một thứ sức mạnh nào đó đến từ Minh Phủ. Chỉ là giả thuyết, nhưng chắc chắn Tabata đề cập đến cuốn ma đạo thư của Zora là có lý do. Nhiều khả năng với cuốn ma đạo thư đặc biệt của mình, Zora sắp tới đây sẽ thức tỉnh một thứ sức mạnh nào đó cực kỳ bá đạo. Cú đấm của Lucifer đủ sức nốt ao các đoàn trưởng và chỉ đại Meriolena, vùi dập Juno trong trạng thái tinh linh đồng hóa, thậm chí làm tan vỡ hình thái đồng hóa với hai ác ma của Nat. Thế mà ma pháp kết hợp của Zora và Nero không chỉ chặn đứng được cú đấm của Lucifer, mà còn có thể phản đòn cực mạnh khiến cho tên ma vương phải lúng túng. Dù không thể sát thương được Lucifer, nhưng họ đã cứu mạng Astar, câu giờ thành công để cho Nat và Yami quay trở lại cuộc chiến. Hắc Nguyệt lại xuất hiện, nhưng lần này nó có thêm xúc tu hình cánh tay được tạo ra từ bóng ma pháp của Nat.
ma pháp kết hợp của Zora và Nero có lẽ đã truyền cảm hứng để Nat kết hợp ma pháp của mình với Yami. Cứ tưởng Nat trở thành đoàn phó của Hắc Bộc Ngưu chỉ là để thuận tiện trong quá trình do thám điều tra về ác ma tại Vương quốc Spy. Nhưng không, Nat vẫn âm thầm giám sát nhất cử nhất động các đoàn viên của mình, chỉ là Nat không muốn ra mặt. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt của Yami là Nat lại nhớ về mình của ngày trước. Hóa ra đoàn phó không hề vô tâm vô trách nhiệm như chúng ta từng nghĩ. Quá khứ tội lỗi đã biến Nat trở thành cái bóng theo sau các đoàn viên của mình. Thế nhưng cũng trên bước hành trình làm tròn nghĩa vụ của một đoàn phó, các thành viên Hắc Bộc Ngưu đã cho Nat hiểu được sức mạnh của sự đoàn kết hết mình vì đồng đội. Đó chính là thứ tạo nên một Hắc Bộc Ngưu mạnh mẽ và gắn kết như bây giờ. Và cuộc chiến tại Vương quốc Spy như một lời khẳng định cho điều này. Các thành viên Hắc Bộc Ngưu đã thể hiện sức mạnh vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Nat. Dù không muốn nhưng Nat cũng phải thừa nhận rằng Yami đã đúng. Hắc Bộc Ngưu đang là nhân tố chủ chốt quyết định sự thành bại của cuộc chiến, quyết định vận mệnh của cả thế giới con người. Thể hiện được chữ sếp, ông tính để cấp dưới của mình làm hết à? Ma lực của Yami vẫn đang tuôn trào dữ dội. Dù không biết điều gì đang diễn ra bên trong cơ thể của mình, nhưng đại ca không quan tâm. Quan trọng là phải tỏa sáng để không phải thua kém các bậc đàn em. Nếu như tụi bay đã nỗ lực như thế, thân là đoàn trưởng làm sao ta có thể dừng mắt làm ngơ, phải không đoàn phó? Cú đấm của Lucifero đã áp lấy ác ma đỡ đòn Slotus, nhưng Nat vẫn còn Kim Modelo, Lomede và Warner. Yami gọi Nat trả lời, cả hai thi triển ma pháp kết hợp. Dường như lấy cảm hứng từ câu nói của Yami ở chapter trước, đàn ông thực chất là những đứa trẻ to xác. Kết hợp với ma pháp của Yami, Nat tạo ra Manazon có tên gọi là Thao Trường Thiếu Nhi để tỏa sức chơi đùa cùng với Lucifero. Rất nhiều phân thân hắc ám của cả hai ngoi lên từ bên dưới thao trường tấn công tên Ma Vương. Sau đó Nat xuất hiện trong trạng thái đồng hóa với hai ác ma thân cận nhất là Ghibardello và Plomede. Đây có thể là trạng thái đồng hóa với hai ác ma thuần tấn công mạnh nhất của Nat, bởi vì Slotus thiên về phòng thủ, Warner thiên về khống chế. Kết hợp với ma pháp của Yami, sức mạnh ma pháp của Nat được gia tăng đáng kể. Tự dùng lúc Lucifero đang bận đối phó với các phần thần hắc ám, Yami với thanh gươm Mistelten của William lao đến tung ra nhát chém bất ngờ khiến cho Lucifero rớt đai, khiến cho ác ma tối cao tầng thứ hai một lần nữa phải cảm thấy bất ngờ về sức mạnh của phạm nhân. Trong thần thoại Iceland, Mistelten là thanh gươm cực kỳ bá đạo, có thể đả thương một sinh vật bất khả chiến bại có tên gọi là Bader. Pito tin rằng, việc William tạo ra Mistelten đưa cho Yami không chỉ đơn giản là để Yami có vũ khí để chiến đấu, mà thanh gươm này ẩn chứa sức mạnh nào đó không hề tầm thường. Cánh tay của Lucifero đã bị thương nhẹ sau khi đỡ nhát chém của Yami. Dù tức giận nhưng Lucifero không còn cục súc như trước. Lucifero chỉ nổi khùng với những kẻ yếu mà đại ra gió, không thể sát thương, không chịu cúi đầu trước mặt mình. Lucifero ở thời điểm hiện tại đã công nhận sức mạnh của phàm nhân, công nhận chúng nó có tiềm năng đánh bại được mình. Nếu như chúng nó liên thủ với nhau thì sẽ là một vấn đề lớn. Cần phải đánh phủ đầu trước khi thằng nhóc sở hữu sức mạnh triệt ma pháp và cái thằng sở hữu hai cuốn ma đạo thư về trở lại cuộc chiến. Lucifero vận nội công thâm hậu của mình, vết thương trên cánh tay của hắn ta ngay lập tức lành lại. Tên ma vương xuất hiện với một diện mạo mới, trắng trẻo, đẹp trai hơn rất nhiều, sẵn sàng cho màn chinh phạt, thủ tiêu tất cả. Trọng lực giải phóng ra khủng khiếp đến mức như thể muốn bẻ cong cả thao trường tiêu nhi của Nat. Đứng ở bên dưới trường trọng lực, Yami có thể cảm nhận được Lucifero giờ mới thực sự nghiêm túc. Nhưng đại ca không hề sợ hãi, ma lực của đại ca vẫn đang tuôn trào dữ dội. Chưa kể đệ cứng của mình đã được Nero chữa trị, Yono cũng đã đứng dậy, cả hai đã sẵn sàng đồng hành cùng với Nat và Yami khô máu với Lucifero. Liệu họ có thể làm khó được Lucifero hay không? Đang chờ video tiếp theo trên kênh Pito nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Bye bye.